Xin chào anh em, tôi là Tùng Trội. Hôm nay tôi sẽ hân hạnh được review cho anh em một cái sản phẩm khá độc đáo đến từ hãng ICS, một cái sản phẩm mà có lẽ đây là cái con duy nhất và đầu tiên có mặt tại Việt Nam thời điểm hiện tại, và cũng là một trong số ít những sản phẩm có mặt trên thế giới. Vì sao? Vì cái sản phẩm này hiện tại mới chỉ được bán theo dạng pre-order thôi, chứ không được bán lẻ đại trà anh em nhé. Và đây chính là con PDW9 của ICS, một sản phẩm của hãng đã được thai nghén và phát triển dành riêng cho cái chiến trường CQB. Anh em có thể nhìn thấy đây là phiên bản SSS2, đó là phiên bản đắt tiền nhất, được trang bị bộ cò điện cũng như là các tính năng tiên tiến để phục vụ cho cái việc chơi CQB tốt nhất có thể. Nào, ta cùng mở hộp xem có cái gì bên trong nào. Một cái bìa vừa đi thôi. Ok, giấy khai sinh em nó đây. Và đây anh em có thể nhìn thấy số series của em này khá đẹp, bố số 1 liền. Và đây là quyển sách hiến thận, mình có hay đùa là sách hiến thận. Đây là list những cái sản phẩm của ICS, nó không phải là những sản phẩm mới nhất, nhưng đây là tất cả những sản phẩm dòng phân khúc đời mới của ICS. Để mà sở hữu được cái list, được hết những sản phẩm trong cái list này thì khả năng anh em mình sẽ phải có một cái gọi là cái khả năng hồi thận nó phải mạnh như của Logan ấy, của anh người sói ấy, trong phim X-Men đấy, thì may ra mới kịp. Ở đây là sách hướng dẫn sử dụng cũng như là thông số kỹ thuật của cây ICS này, nó gồm hai ngôn ngữ tiếng Tiều và tiếng Anh, khá là dễ để sử dụng vừa đọc. Rồi, nhân vật chính của chúng ta đây rồi. Đây là con ICS PDW9. Cho phụ kiện này thì ngoài cái này nó còn cái nó còn một cái que thông lòng nữa. Cái này, nó là cái dòng SMG, dòng có bán PDW để dành cho việc mà chơi CQB. Và mình cũng mong chờ nó là được nhẹ nhàng, nhưng mà thực tế sử dụng và cầm nắm trên tay này nó khá nặng. Con này nó chả nhẹ quá ấy, nặng vãi. Cảm giác nó rất là chắc chắn nhưng mà nặng ơi nặng. Con này phải nặng cỡ 3 cân đấy. Rồi, tí nữa mình sẽ đo thử, anh em sẽ cân đo thử xem là như thế nào nhé. Đây, con hàng của chúng ta đây. Và đi kèm theo nó không có gì hơn nữa ngoài cái thông lòng làm cái mác. Mác này là mác hai cáp anh em ạ. Mác hai cáp và có thiết kế, đây có thiết kế những cái chấm ở đây để khi mà mình sử dụng mình cầm nắm để rút ra nó rất là tiện, nó không bị trượt tay. Đó, rất là chắc chắn. Đó, mác hai cáp này anh em có thể nhìn thấy này, bánh răng ở xoay đây. Và đây là cái logo ICS của hãng. Không có gì quá đặc biệt về cái mác này ngoài cái chỗ khu vực cầm nắm này, mác kinh cũng không có luôn. Chỗ này là chỗ để anh em bơm đạn vào. Bơm đạn vào đây nhé. Ok, được rồi. Cái điều đặc biệt nhất nó chính là đây. Con hàng của chúng ta, và tại sao nó đặc biệt thì mình sẽ nói dần dần. Còn hiện tại bây giờ ta sẽ đi vào cái hình thức của nó đã. Ngoại hình. Về ngoại hình em này thì đây nó có kèm cái trang bị mà nó hiện luôn ở tên của nó, đó chính là cái stock PDW. Stock này nó có 4 cấp độ. Anh em có thể nhìn thấy đây. Đó. Một cấp độ này, hai cấp độ này, ba cấp độ này, à cấp độ cuối cùng mình chưa kéo ra hết, nói chung nó có khoảng 4 cấp độ gì đấy. Đây, đúng rồi. Và cái stock này nó kéo ra kéo vào để phù hợp với cái tầm với tay của anh em, cũng như là cái môi trường hoạt động của tác chiến. Khi mình cần gọn gàng thì mình có thể thu vào hết cỡ, và khi mà mình cần sải tay dài để có thể ngắm bắn thoải mái nhất có thể thì mình có thể kéo ra thoải mái hết cỡ được cũng luôn, rất là tiện. Và anh em chú ý nhé, cái chốt ở dưới này, cái chốt dưới này, chốt dưới này đó, em gạt lên nó có cái móc này, cái chú ý này, mình gạt lên được, mình gạt lên để rút cái stock ra đó. Và đây là cái khu vực mà để pin.
anh em dùng tay bóp vào cái chốt ở đây, đây bóp vào chốt đây. Ồ, cái này phải hai tay đấy, một tay hơi khó. Ok, mình sẽ mở cái này ra đó, và đây là khu vực để pin, chỗ cắm jack mini Tamiya phổ thông thôi, và đây một cái cầu chì, cầu chì cái tiêu chuẩn cầu chì blade, cầu chì lưỡi dao là hơi bé so với tiêu chuẩn phổ thông của mình thì phải. Sao ok tiếp nữa đi, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy con này hãng nó làm thiết kế để dành cho những người thuận cả hai tay đều có thể xài được. Anh em có thể nhìn thấy này, thứ nhất là nút select ambi dùng hai bên được. À, anh em chú ý này, đấy nút select ambi bên này cũng có tác dụng chứ không phải đèo cảnh nhé. Rồi ok, và tiếp theo đó chính là thanh chainring handle cũng Ambinote. Đấy anh em nhìn này, Ambi. Rồi tiếp nữa là cái nút bone delay này cũng Ambinote. Anh em nhìn thấy này, hai bên đều có tác dụng. Mình sẽ kéo cho anh em xem. Ok nhé, cũng có tác dụng như nhau. Tiếp nữa lại thêm một nút ambi nữa, đó chính là nút mark delay đây, nút nhả mark đây, bên phải này, bên trái này, anh em nhìn này, trông chìm này thôi nhưng đây cũng chính là nút nhả mark đó, rất là tiện lợi. Ngoài ra cái mark này, cái nút nhả mark này nó còn thêm công nghệ là two-way mark delay độc quyền của hãng, đó chính là thêm một cái nút ở dưới phần phía dưới này để mà anh em có thể cho tay vào tháo mát trực tiếp vào đây được, rất là tiện lợi. Đây mình có thể dựng luôn, anh em mình có thể tháo mát bằng rất nhiều cách khác nhau, tháo mát bằng cái nút ở dưới, tháo mát bằng nút bên hông tiện lợi bên trái, và tháo mát bằng nút bên phải. Ok thoải mái luôn, cực kỳ tiện lợi và thích hợp cho tất cả mọi người, từ già trẻ lớn bé thế ông thuận tay trái tay phải đều có thể dùng cây này một cách thoải mái mà không phải nghĩ ngợi gì. Ok tiếp nữa là đến một cái phần thước ngắm, thì cái con này như anh em có thể nhìn thấy này, thước ngắm thì ngoài cái thước ngắm chìm như này họ có một cái thước ngắm cố định ẩn nữa. Đây anh em nhìn thấy đây, một thước ngắm ẩn đây ở ngay phần trên cái thước ngắm chìm của mình, thước ngắm gập của mình đấy. Đây là anh em có thể nhìn thấy qua camera này đây. Ok đó, nó hơi bé hơi khó nhìn nhưng vẫn có thể dùng được. Đấy, anh em có thể nhìn thấy này, đây mình gắm vào đây. Đó, ok nhá. Ngoài ra hãng cũng khá cẩn thận tặng kèm luôn cho mình một cái bộ thước ngắm nhựa bằng nhựa anh em ạ, bằng nhựa, và có thể điều chỉnh được tất cả chức năng, mới có thể điều chỉnh được chứ không phải để làm cảnh, anh em chú ý nhé, điều chỉnh được hết rồi. Cùng với những tính năng như vậy thì cái con này mình thấy tại sao nó lại nặng vãi vậy. Đây đầu tiên mình cũng nghĩ là cái thân của nó làm bằng nhôm CNC thì nó cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng không ngờ nó lại làm dày đến mức này. Đây anh em có thể nhìn đây, thân dày cuy luôn đó, tất cả các chi tiết trên đây rất dày. Đây anh em có nhìn thấy này, nghe nhá, tất cả đều là nhôm CNC hết, grip bằng nhựa này, đấy anh nhôm này, stock nhựa thôi này, đấy nhôm CNC này, các bạn gì đấy, đây kể cả cả flat hider sensor là số nhôm CNC luôn. Có duy nhất cái bộ size bằng nhựa, stock bằng nhựa, grip bằng nhựa, stock bằng nhựa, còn đâu tất tần tật đều là bằng nhôm CNC, và cái nhôm nó làm quá dày luôn, nó dày đến mức mà mình cầm nặng ơi là nặng như này. Ok để mình đo thử xem con này sao nó nặng bao nhiêu rồi. Rồi bỏ cái hộp sang bên nào. Cả mác nữa đi, sẽ đo xem ông này nặng bao nhiêu cân. Wow, anh em có thể nhìn thấy 2,8 cân, 2,8 cân anh em ơi, trời ơi con bé tí này, một con hàng hạt tiêu này,
mở nặng bằng cả cây GHK MK18 hoặc là con GHK M4. Bảo sao nó nặng vậy? Quá chắc chắn, quá cẩn thận đến từ hãng. Họ họ lo anh em mình chơi CQB hay ngã hả? Nên họ làm một cái vỏ giày cui này luôn. Trời. Rồi. Rồi. Bỏ qua vấn đề cân nặng đi, anh em hãy chú ý. Nếu ai mua con này vì nghĩ nó nhẹ thì hãy nên suy nghĩ lại. Cây này thực sự không nhẹ đi nào. Nó nặng móng cây mà vốn tiêu chuẩn đấy. Tiếp theo nhé, anh em sẽ đến cái phần thiết một cái trong những thiết kế riêng biệt của hãng nữa, đó là cái grip. Grip Ego riêng của ICS, nó gồm những cái gai chống trượt như này và một cái góc nghiêng riêng 20 độ, bình thường chỉ là góc 35 40 độ thôi, nhưng riêng hãng này làm một góc 20 độ này. Để sao? Đây anh em có thể nhìn thấy ngay cái khúc này. Tay mình tí lên đây và để bắn lâu dài thì nó sẽ không có bị mỏi tay và sẽ có điểm tựa nhất định ở trên này, khiến cho cái việc mình di chuyển các thứ nó sẽ thoải mái hơn khi mà mình đi vào các cái góc hoặc là mình hoạt động vào những cái việc mà đi cần chạy, cần phải hoạt động nhanh, mình cần phải gập súng như này và di chuyển này thì nó sẽ rất là nhanh và nó không không có bị tì mỏi tay. Thứ hai nữa là cái thiết kế này để giúp cho cái việc mà khi cái cây này có blowback, anh em nhé, khi có blowback và khi cái hệ thống blowback hoạt động nó giật cái súng này như vậy thì mình sẽ không có bị lực cơ tì vào cái chỗ tay này bị quá bị mỏi nữa. Đó, rất là hay. Thêm một cái điểm nữa rất là độc đáo từ con PW9 này của hãng, đó chính hệ thống cò. Đây, cái hệ thống cò này nó là hệ thống cò thẳng và đã được làm stock, nghĩa là làm một cái hành trình ngắn cho anh em để khiến cho cái thao tác bóp cò phản hồi nó nhanh nhất có thể. Đây anh em có thể nhìn thấy ngay này, hành trình ngắn đến mức nào nhé. Mình về semi rồi, cạch đó đó, mình gõ một cái cho anh em nhìn thấy đây, nó rất là ngắn, anh có thể nhìn đây đó. Cái hành trình này nó ngắn như vậy để giúp cho cái việc mà anh em chơi CQB nó hiệu quả hơn và có thể áp đảo trước mọi đối thủ trong cái điều kiện mà giao chiến trực tiếp. Bởi vì sao? Ở trong CQB anh em không được quyền chơi auto, chỉ được bắn semi thôi, và khi mà bắn semi thì ông vào gãy cò nhanh hơn, bắn nhanh hơn, súng phản hồi nhanh hơn thì nó sẽ chiếm ưu thế cực kỳ lớn đó. Rất là hay. Rồi, còn ngoài ra bên này anh em có thể xem mặt bên này của hãng của con PDW này, nó có một cái chút marking bao gồm số series và tên hãng. Nó không phải là marking như súng thật, bởi vì thực tế cây này nó không có trong ngoài đời thật nhé. Đây anh em có thể nhìn thấy ở trên cái trên trên cái bôn này, nắp bôn này anh em nhìn thấy này, nó có marking 6 mm BB rồi mà PW9 rất là hay, và thêm một cái dòng chú thích blowback fusion, đừng có để tay vào chỗ này, để tay chỗ này nguy hiểm nhé, tại vì toàn bộ cái phần bôn này nó sẽ di chuyển nhé. Nữa anh em có thể kéo bôn và giữ bôn để điều chỉnh hop up ở khu vực này. Thì hop up đây là hop up liền khối đến từ hãng ICS. Theo như mình đã test ấy, thì cái độ kín hơi nó rất là tốt với đồ zin. Khi cái này cũng là để anh em chỉnh hop up luôn, thì chỉnh ngược kim đồng hồ, chỉnh ngược kim đồng hồ là để đạn bay lên. Đây em chỉnh lên phía trên để đạn bay lên, chỉnh xuống kim đồng hồ để đạn giảm xuống, thì để mình chỉnh sao cho nó phù hợp với cái đạn và cái trọng lượng đạn và cũng như là cái sở thích chơi của mình nhé, cho phù hợp. Ok, còn đây là tiếp theo là một cái silencer đi kèm của hãng, khá là đẹp, nhưng mà cái này thì mình thấy nó làm nó chặt quá, nó làm sát vào cái phần rát quá, nên là khi mà tháo ra tháo vào ấy thì nó sẽ bị hơi bị xước ra một chút. Cái này anh em chú ý chưa, cái này mình nghĩ không cần tháo ra tháo vào nhiều làm gì đâu. Đó. Ok, tiếp theo mình sẽ làm gì nhỉ? À đúng rồi, mình sẽ review đến cái ruột gan của con này, xem nó cấu tạo ruột gan như nào nhé anh em nhé. Xin chào các anh em, bây giờ mình sẽ đến phần mà review cái phần nội thất của cây PW9 đây, bản cao cấp, xem trong ngoài hãng cung cấp cho mình những cái gì nhé. Đầu tiên là vấn đề cái motor, cái motor này thì con này đã được hãng thiết kế theo dạng là quick detach, mình có thể dễ dàng mình tháo cái
motor này ra ở ngay trên trận chiến thôi, ngay giữa chiến trường cũng được, để tiện điều chỉnh cũng như là thay đổi motor theo ý thích, rất là đơn giản, nên không cần dùng ốc gì cả, họ dùng cái chốt đó, chỉ cần bỏ chốt ra này. Hơi chặt tí, chốt này thì hơi chặt tí. Đây rồi, ok, mình bỏ cái chốt này ra. Vào đây, chỉ cần bỏ ra ta đã có thể tháo được motor cũng như là thay thế sửa chữa motor nếu cần, rất là tiện lợi. Tiếp theo nữa, để mà có thể tiếp cận được đến cái phần mà ruột của hệ thống, đó là phần gearbox, thì đây rất đơn giản thôi. Đặc biệt riêng ở hệ thống cái ruột của con ICS này, họ làm cái hệ thống split gearbox, nghĩa là gearbox tách rời làm hai mảnh giống như cái cây GBB, để anh em có thể tiện bảo dưỡng bảo trì cũng như là sửa chữa và thay thế cái gearbox này sao cho nó hợp lý. Ok, hơi chặt tí. Ôi, rất là đơn giản, mình chỉ cần tháo cái chốt này ra, em tháo chốt này ra và bẻ đôi súng ra như là cái cây GBB thôi, là ta hoàn toàn có thể tháo rời được cây súng rồi. Và đây anh em có thể nhìn thấy rõ ràng, đây đây là phần cò điện, hệ thống cò điện, hệ thống max relay, và đây là cái ghiền gearbox, gồm gear set là gồm bánh răng và phần nửa dưới của gearbox nhé. Ngoài ra đây là phần nửa còn lại, thì mình sẽ tháo luôn cho anh em xem. Ok, đó. Đây rồi, phần còn lại của gearbox đó chính là cái phần hơi, và phần hơi ở đây bao gồm cả hệ thống blowback nữa. Khi mà hệ thống gearbox hoạt động thì anh em có thể nhìn thấy đây, chính là cái chỗ này nó sẽ di chuyển và nó tạo một cái lực blowback cũng không nhẹ cũng không nặng, nói chung hợp lý, và để giúp cho mình cái cảm nhận cái độ giật của súng, nó mô phỏng cái độ giật của súng để bắn cảm giác nó thực tế hơn. Và đây là cái gearbox của chúng ta, một cái gearbox theo quan điểm cá nhân của mình ấy, làm khá chỉnh chu và hợp lý, vẫn như truyền thống của ICS thôi, gearbox họ làm khá chỉnh chu và hợp lý. Con này thì gearbox làm khá dày dặn, đây anh em có thể nhìn vào cái phần thành gearbox này khá là dày dặn và đảm bảo, thì có thể nhìn với cái điều kiện này thì mình có thể hy vọng là nó sẽ bền bỉ với anh em lâu nhất có thể. Và gearbox này anh em có thể nhìn thấy này, phần hơi đó chính là phần hơi 75%, vì cái con này inner rất là ngắn cho nên là hãng chỉ cung cấp cho mình một cái hệ thống hơi 75% để đạt hiệu suất tốt nhất cũng như là để đỡ ồn thôi. Cái gearbox này thì có hỗ trợ thay lò xo nhanh. Đây anh em, mình quên không auto viết rồi, để mình xem nào. Đợi mình chút nha. Đây rồi, chúng ta sẽ trở lại với phần hơi của con gearbox ICS này. Thì ở đây sẽ có một cái hệ thống tháo lò xo nhanh. Em nhìn thấy nè, mình chỉ cần dùng cái lục lăng đơn giản này thôi, xoay xuống một chút, xoay xuống một chút nhé, là ta có thể tháo được ra ngay rồi. Ồ, như mình làm chưa đúng cách lắm. Được rồi, rất đơn giản, nó nhẹ nhàng thôi, có lẽ lần đầu mình làm chưa đúng cách lắm nên là nó chưa được trơn tru. Vào đây, hệ thống lò xo của nó khá đơn giản và mỏng, mình nghĩ con lò xo này nó rơi vào tầm khoảng M100. Và cái hệ thống spring guide ở đó đây, spring guide con này mình thấy thì theo như mình thấy khá là ưng ý, vì nó làm bằng kim loại đó, anh em có thể nhìn thấy đó, bằng kim loại và có sẵn đây anh em có thể nhìn thấy đây, có sẵn vòng bi bearing để chống xoắn lò xo khi mà súng hoạt động với cường độ cao, thì cái điều này làm cho cái việc mà cái lò xo mình nó không xoắn, nó sẽ bền hơn và nó sẽ tốt hơn, không có bị tụt FPS hoặc là bị ảnh hưởng đến các cái phần thành phần khác trong súng nhé. Tiếp theo đi, mình sẽ nghiên cứu một chút về cái piston. Ồ, đây như anh em có thể nhìn thấy cái hệ thống piston của con ICS này, mình sẽ cho nét thêm chút. Hệ thống piston của ICS này nó đã được hãng
làm AOE bằng cách là họ bỏ cái bánh răng thứ 15 đi này. Đó. Và tất cả các cái răng ở trên thân piston này đều là răng thép. Đều răng thép anh em nhé. Răng thép. Thân nhựa poly, thân piston thì là thân nhựa poly thôi. Nhưng răng thì răng thép và đã được bỏ bánh răng thứ 14 đi. Để làm AOE. AOE để cái khiến cái việc mà bánh bánh răng sector. Bánh răng đây. Đây. Bánh răng đây. Nó sẽ ăn ăn vào với cái piston này ở một cái góc khoảng tầm 90 độ. Nó giúp cho cái việc mà cái piston nó sẽ cái răng piston nó sẽ chịu lực đều và chuẩn hơn, không có bị gãy mòn hoặc bị kẹt khi mà mình sử dụng ở cường độ mạnh nhé. Rất là hay, một cái nước đi rất hay từ hãng, mà không phải hãng nào hoặc đồ nào người ta cũng làm sẵn cho mình như vậy. Cái tapper palette thì nó cũng khá bình thường thôi, nó như bao nhiêu cái tapper palette các hãng khác, không có gì quá nổi bật cả nhé. Và lại nói thêm lần nữa cho anh em xem cái thân, cái độ dày của thành gearbox này quá dày luôn, anh em có thể nhìn đấy, nó dày cui luôn đó. Đó. Và anh em có thể nhìn thấy cái hệ thống bánh răng răng piston này, răng thép luôn nhá. Nhưng cái thân cylinder này là bằng đồng, mình không thích cái đồng lắm, cá nhân mình là thế. Tại vì cái đồng này cái hệ số giãn nở nó sẽ khá là cao, khi mà súng hoạt động ở một cái cường độ mạnh ấy thì nó sẽ giãn ra và nó sẽ khiến cho cái việc hệ thống hơi mình không không quật kín hơi nữa. Dùng lưới lâu dài nó sẽ ảnh hưởng đến việc mà là kín hơi của hệ thống. Mình khuyến cáo anh em nếu có điều kiện nên thay bằng một cái xi lanh cylinder inox hoặc là kim loại tốt hơn, chịu nhiệt tốt hơn để đỡ giãn nở khi hoạt động cường độ cao, để nó cái việc mà kín hơi nó tốt hơn nhé anh em nhé. Và hay nữa, một cái đầu rất hay, đây anh em có thể nhìn thấy đây. Đó. Là cái đầu Enuso bằng CNC anh em ạ. Đó, anh em có thể nhìn thấy đây, mình sẽ zoom lên một chút cho anh em nhìn thấy. Ok. Cái đầu Enuso bằng CNC của hãng Mastermost nhé, và cái đầu là rất đặc biệt anh em nhìn thấy đây. Đây là dạng đầu tăng áp thế hệ mới. Đây anh em có thể nhìn thấy nó to ẵn đuôi và nó thuôn về phía trước. Ngoài ra trên đầu anh em nhìn thấy này, nó làm thành rãnh chữ thập. Cái việc này khiến cho việc áp suất hơi từ buồng hơi cho đến đầu enuzo được tập trung và đẩy vào giữa viên bi, viên BB của mình, khiến cho cái việc mà viên BB nó theo lý thuyết nha anh em nhé, là nó sẽ bay thẳng đều và tốt hơn cái việc mà một cái thân enuzo thẳng và đầu tròn bình thường truyền thống đó. Theo như thông số của nhà sản xuất nữa thì với phiên bản cao cấp này của con PW9 thì cái đầu cylinder head ấy, cái đầu xi lanh ở đây, ở trong đây cũng được làm CNC luôn. Thực tế mình cũng muốn tháo ra check lắm, nhưng mà bây giờ thời gian có hạn, mình mà tháo ra tháo vào này rất mất thời gian, nên mình sẽ không bỏ qua cái vấn đề là mình check nốt cái đầu cylinder head ở trong này nhé. Đấy, còn đây cũng là một số trong những cái điểm khác biệt giữa phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp. Phiên bản tiêu chuẩn thì nó chỉ là cái đầu nhựa thường và cái đầu cylinder head bằng nhựa thường thôi, chứ nó không có bằng kim loại CNC cái cao cấp như này, anh em chú ý nhé. Cho nên là nó cũng ảnh hưởng đến độ bền đấy. Anh em hãy cân nhắc khi mà mình chọn mua các phiên bản của cây PW9 này dựa theo những cái điểm khác biệt mình sẽ chỉ ra cho anh em như thế. Đó. Ở phần hơi thì điều khác biệt thì đó là chính là đầu xi lanh ở đó, đầu Enduro, quên xin lỗi nhé, đầu Enduro, đầu xi lanh và cái phần piston này, thân piston này, nó sẽ là điểm khác biệt chính giữa phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp. Ok, tiếp theo đi, mình sẽ đánh giá đến cái phần hệ thống chamber. Đây, hệ thống chamber zin của ICS thì theo như mình thấy ấy, và theo kinh nghiệm chơi qua ấy, thì cái bộ chamber zin của ICS ấy, họ làm rất là tốt, vấn đề kín hơi, vấn đề ECU cực kỳ tốt. Và theo như mình đã test rồi thì cái hệ thống này đi kèm với con ICS này rất là kín hơi,
Còn cái booking thì phải ra sân mới thử được xem là cái độ hiệu quả của booking nó như nào, nó nâng được đạn như ra sao, rồi bắn xa bao nhiêu. Nhưng mà có một điểm trừ mình rất là ghét ở cái ICS, đó là họ làm cái inner nhôm anh em ạ, trông nó rẻ tiền vãi thôi. Lại còn mạ đen chứ, mạ đen này là mình nhớ cái inner da ven cùi bắp của hãng PDI đó. Mình không khuyến cáo anh em dùng cái này, thật sự nói thế. Mình không có cảm tình tốt với cái inner nhôm của ICS, zin của ICS. Anh em nếu có điều kiện nên thay cái inner này bằng inner lại tốt hơn nhé. Rồi thêm một cái đặc điểm nữa của ICS đó chính là hệ thống gearbox kiểu dạng tách rời như này, giúp cho mình có thể dễ dàng vệ sinh cũng như bảo quản, bảo trì và sim sim minh cái hệ thống cái bánh răng gearbox này. Đây anh em có thể nhìn thấy tất toàn bộ hệ thống bánh răng gearbox đã được khi mà mình tháo ra ấy, mình nó đã được lộ ra đây để anh em có thể nhìn thấy đây. Ngay từ khi xuất xưởng cái con này đã được hãng sim rất là tốt. Đó là điểm đặc biệt của cây này. So sánh với rất nhiều hãng mình đã từng review và cũng như tham khảo, ví dụ như Crytek, Wi, GNG, Spectra-Am, thậm chí cả Spectra-Am. Hiện tại thì con ACS này mình thấy là hãng được sim rất là tốt, anh em có thể nhìn thấy không có độ dơ giữa các cái bánh răng và cũng không có sự lệch lạc giữa các bánh răng. Cái điểm tiếp xúc giữa các bánh răng rất là tốt, anh em nhìn thế này tuyệt vời. Mình có sim lại thì cũng chỉ đến thế thôi. Nên là thực tế cây này anh em mua về cắm vào xài thôi, không cần phải bỏ ra fix tiếc cái gì, không phải sim lại gì cả, đó rất là tiện, cực kỳ tốt, công nhận luôn. Và đây là cái hệ thống cò điện của con ICS này, nó có hệ thống đèn báo lỗi luôn và có thể chức năng tự test lỗi. Cái này trong sách hướng dẫn có nói rồi, anh em về chịu khó xem một chút nhé, nó có chức năng tự test lỗi luôn. Đây còn đây mình lại nói thêm một chút về cái phần sim này, anh em có thể nhìn thấy sim tốt như nước nào này. Mình anh em nghe tiếng motor à, tiếng bánh răng quay này. Êm chưa, êm vãi đó anh em nghe này, nó rất là êm. Cái điều này chỉ xảy ra khi mà hệ thống của mình đã được sim tốt ngay từ đầu nhé. Quá tốt, hợp lý đấy anh em ạ. Con này về ruột gan thì chắc mình không thể chê được cái gì nữa rồi. Đây là một trong số ít những mẫu súng zin mà mình cảm thấy nó thật sự là gọi là tốt và xứng đáng với cái tên gọi một sản phẩm cao cấp của hãng nhé.